Xin chào các bạn, tôi không phải là một chuyên gia tiền điện tử, nhưng tôi sẽ phân tích cho các bạn thấy lý do vì sao tôi lại theo đuổi dự án P-Network. Ở đây, tôi xin tự nhận mình là một nhà đầu tư. Với P-Network, ai có điều kiện tài chính thì đầu tư mua máy tính chạy nốt Pi, ai không có tiền thì đầu tư thời gian, công sức đào Pi hàng ngày. Ở đây, tôi đã làm được cả hai cái danh mục đầu tư này. Tôi đầu tư chạy nốt Pi để nhận thêm nốt bonus, tăng được cái tốc độ đào Pi, và tôi đào Pi hàng ngày. Như các bạn đã thấy, P-Network là khởi màn cho trào lưu đào coin bằng điện thoại trên thế giới. Điều này làm Pi dễ dàng tiếp cận với số đông người dân hơn bất kỳ một cái phương thức đào coin truyền thống nào khác. Thuật ngữ đào Pi được sử dụng ở đây có vẻ như không còn được chính xác cho lắm. Khi số Pi bạn tích lũy được sẽ dựa vào việc bạn kích tia sét trên app đào Pi hàng ngày. Việc làm này thì giống như là chúng ta điểm danh chấm công như đi làm hơn là đang đào. Lý do thứ hai, tôi tin tưởng vào dự án Pi để đầu tư thời gian công sức là do P-Network công khai người sáng lập, và người sáng lập dự án ở đây lại còn cực kỳ uy tín. Khi tìm hiểu, bạn sẽ thấy và biết được rằng Nicolas và tiến sĩ Stephen là những người tạo lập dự án Pi đều có hồ sơ khoa học cực ấn tượng với profile học thuật đến từ trường Đại học Stanford của Mỹ, và họ đã có rất nhiều kinh nghiệm trong hoạt động công nghệ tại thung lũng Silicon, là cái nôi khởi nghiệp của rất rất nhiều các công ty công nghệ tầm cỡ thế giới. Vậy chả có lý do gì không tin tưởng vào một dự án P-Network với sự chỉnh chu về mặt kỹ thuật. Lý do thứ ba, về tính pháp lý, P-Network có công ty mẹ là Social Chain đã được đăng ký hoạt động tại Mỹ. Như vậy, pháp nhân của Pi đã rất rõ ràng, cộng thêm với sự uy tín về học thuật của hai nhà sáng lập dự án là Nicolas và tiến sĩ Stephen, thì những cái luận điểm, những cái sự nghi hoặc về P-Network đang lấy cắp thông tin của người dùng, P-Network là lừa đảo cộng đồng thì thật sự là những luận điệu quy chụp và thiếu tính khách quan. Lý do thứ tư, về tiềm lực tài chính, P-Network đã bước sang năm hoạt động thứ 4. Pi không kêu gọi vốn đầu tư từ nhà đầu tư. Vậy Pi lấy tiền đâu ra mà chi trả cho đội ngũ nhà phát triển, các lập trình viên, các cộng tác viên, các dự án tiền điện tử khác? Họ sẽ làm theo một cái cách truyền thống, đó là tạo lập một dự án, kêu gọi vốn đầu tư từ các quỹ, các cá nhân, sau đó sẽ cho cái đồng coin đấy lít sàn, rồi bắt đầu mới xây dựng cộng đồng hệ sinh thái. Còn Pi Network thì ngược lại, họ không kêu gọi vốn ICO một cách công khai. Điều này được thấy rõ ràng qua thực tế. Vậy thì tiền đâu để họ hoạt động trong 4 năm ròng rã? Chứng tỏ có những đơn vị tài trợ đứng phía sau Pi. Những đơn vị này là ai? Đây vẫn là một cái con số bí ẩn. Rất có thể là Elon Musk, tỷ phú số 1 thế giới hiện tại. Hoặc cũng có thể chính Nicolas là cha đẻ của Bitcoin và ông chính là Satoshi huyền bí. Chả ai dám khẳng định đó là sự thật. Nhưng lại có một sự thật không thể chối cãi, đó là dự án Pi có rất rất nhiều tiền. Như thế mới có thể để dự án kéo dài lê thê như vậy. Lý do thứ 5 là tham vọng của Pi cực lớn. Xin thưa với các bạn là cực lớn. Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì đến thời điểm hiện tại, nói về tiền điện tử thì chắc chả còn ai xa lạ nữa. Nhưng nếu để mà nói đi uống cà phê, ăn tô phở buổi sáng, chúng ta thanh toán bằng tiền điện tử thì thật sự là rất hiếm. Thị trường đã có những ông vua tiền điện tử khác như là Bitcoin hay là Ethereum rồi. Nhưng tuy nhiên, ứng dụng của những đồng coin này trong đời sống thực tế hàng ngày thì hiện nay vẫn rất hạn chế. Với Bitcoin và Ethereum, nó giống như là một công cụ để ghim giữ tài sản mà thôi. Các đồng coin này có giá trị lớn nhưng còn chứa quá nhiều nhược điểm trong nội tại hình thành và sử dụng của chúng. Ví dụ như là tốc độ xử lý thấp này, phí giao dịch cao này. Do vậy, Pcoin với tham vọng sẽ là đồng coin dẫn đầu trong ứng dụng chi tiêu đời sống hàng ngày cho gần 8 tỷ dân trên thế giới. Thì các bạn đủ thấy cái tham vọng của Pi lớn đến nhường nào. Lý do thứ 6, Pi có Web3. Web3 là gì? Đó là một trang web chứa tất cả mọi thứ. Nó là web phi tập trung, ở đó dữ liệu người dùng và dữ liệu là dữ liệu phân tán, đảm bảo sự riêng tư, khắc phục được những khuyết điểm của các cái trình duyệt ghép tập trung như hiện tại. Đấy, các bạn xem, đó là một tầm nhìn lớn của một dự án lớn. Hiếm có cái dự án tiền điện tử nào có được. Với những lý do nêu trên, tôi hoàn toàn yên tâm khi tham gia đào Pi, thậm chí bỏ cả tiền đầu tư mua máy tính chạy nốt Pi để hưởng thêm được số Pi có thể tích lũy được.
Tôi mong các bạn suy xét và đánh giá thật kỹ P Network để tránh bỏ lỡ một dự án tuyệt vời. Nếu thích P, tin P thì hãy đào P cùng chúng tôi bằng cách nhập mã mời Hoàng Minh Thắng 88 khi đăng ký app đào P nha các bạn.